Tin quân sự 1 tháng 12 Lần đầu tiên Nga khai triển sư đoàn dù tinh nhuệ tại Kherson Hoa Kỳ tiếp tục lật quân bài dân đe đối thủ Máy bay ném bom hạt nhân chính xác đầu tiên B-2 Quý vị đang theo dõi tin quân sự ngày 1 tháng 12 của DKN Sau đây là nội dung bản tin Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà du long của Tâm Xuân Trà có vị chát bùi đậm sâu nước trong và thơm. Trà sạch Thái Nguyên được trồng trên những vạt đồi đã được cải tạo đất, bảo đảm an lành và đậm đà hương vị. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945689573 khi cập gian hàng tại địa chỉ dkn.tv gạch tra1 hoặc quét mã qr. Xin trân trọng cảm ơn. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2023, cơ quan tình báo quân đội Anh tiết lộ rằng quân đội Nga đã khai triển sư đoàn dù cận vệ 104 một công bố GAD mới thành lập lần đầu tiên tại Ukraine. Các báo cáo tình báo cho thấy sư đoàn này hiện đang tập trung tại vùng Kherson. Việc tái kích hoạt sư đoàn dù cận vệ 104 được Thượng tướng Mikhail Telitsky, tư lệnh lực lượng dù Nga công bố trước đó vào tháng 8 năm 2023, đánh dấu sự mở rộng đáng trí về khả năng quân sự của Nga trong khu vực. Quá trình tái kích hoạt này bao gồm việc tái lập sư đoàn tấn công đường không 104, ban đầu là lữ đoàn 31 và xuất nhập lữ đoàn dự cận vệ 31 dưới sự chỉ huy của sư đoàn này. Hơn nữa, việc tái cơ cấu bao gồm việc bổ sung các trung đoàn dù 119 và 299 và các sư đoàn dù 106 và 98 hiện có. Với việc đưa vào sư đoàn dự cận vệ 104GAD, lực lượng dưới Nga hiện chỉ huy năm sư đoàn đã mở rộng, phạm vi hoạt động và khả năng của họ. Tuy nhiên, có những lo ngại về trình độ đào tạo và sự sẵn sàng của bộ phận mới này các nguồn tin chỉ ra rằng sư đoàn dù cận vệ có thể không đáp ứng được các tiêu chuẩn cao trong lịch sử của lực lượng dù Nga và điều này đặt ra yêu cầu tính hiệu quả của nó trong chiến đấu. Tướng Mikhail Taliskin, bên cạnh vai trò chính là Tổng tư lệnh quân đội dù Nga, có thể sẽ rất chú ý đến hoạt động của sư đoàn dù ở Kherson do tầm quan trọng chiến lược của nó và sự hình thành gần đây của sư đoàn. Việc triển khai sư đoàn này dự kiến sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với động lực quân sự đang diễn ra trong khu vực. Lực lượng dù Nga hay còn gọi là lực lượng đổ bộ đường không tạo thành một bộ phận quan trọng và năng động của quân đội Nga, nổi tiếng về sự nhanh nhẹn và huấn luyện tinh nhuệ. Lực lượng quân nhảy dù Nga ước tính có khoảng 35.000 đến 45.000 binh sĩ. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi do nhiều yếu tố khác nhau như cải cách quân đội và chiến lược tuyển dụng. Được tổ chức thành nhiều đơn vị riêng biệt, lực lượng dù được trang bị để xử lý nhiều hoạt động quân sự khác nhau Lực lượng chiến đấu chính của nó bao gồm các sư đoàn dù là xương sống của lực lượng này. Các sư đoàn này được trang bị các phương tiện bộ binh và pháo binh chuyên dụng, khiến chúng có khả năng thực hiện nhiều hoạt động, bao gồm các cuộc tấn công đường không sâu và các nhiệm vụ triển khai nhanh chóng. Ngoài các sư đoàn dù, binh chủng nhảy dù Nga còn có các lữ đoàn có nhiệm vụ đặc biệt. Các lữ đoàn này tương tự như lực lượng đặc biệt, tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng như trinh sát và hành động trực tiếp họ đặc biệt thành thạo trong việc hoạt động phía sau phòng tuyến của kẻ thù thể hiện bộ kỹ năng đa dạng trong cả hoạt động chiến đấu và không chiến đấu cấu trúc tổng thể của lực lượng dù nga cho phép khả năng cơ động cao và triển khai nhanh chóng khiến nó trở thành tài sản chiến lược quan trọng trong bộ máy quân sự nga mỗi đơn vị trong đều có khả năng tự chủ và có khả năng tiến hành các hoạt động độc lập phản ánh tính chất linh hoạt và năng động của lực lượng tinh nhuệ này Nga sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, nhưng ngày càng trở nên bất ổn do cuộc chiến ở Ukraine. Bên cạnh đó, việc mở rộng hạt nhân nhanh chóng của Trung Quốc và Triều Tiên đã làm gia tăng rủi ro hạt nhân ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong tình thế này, Hoa Kỳ cũng khẩn trương nâng cấp lực lượng vũ khí hạt nhân của mình và phát triển bom hạt nhân dẫn đường chính xác, hiệu suất cao cũng như khả năng xuyên phá của những loại vũ khí này. Trong báo cáo do Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Hoa Kỳ NSA công bố ngày 27 tháng 11. Cơ quan này đã đưa ra công chứng thông tin về bản cập nhật của bom hạt nhân B61-12 và các dự án liên quan khác. Cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia là một bộ phận của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, giám sát kho dự trữ hạt nhân phối hợp với quân đội Hoa Kỳ. B61-12 là bom hạt nhân nặng 825 bao, dài 12 feet, được trang bị gói điều khiển đuôi và hệ thống dẫn đường quán tính B-61-12 mang đầu đạn hạt nhân linh hoạt nhất trong các vũ khí của Mỹ, có khả năng điều chỉnh cường độ vụ nổ phù hợp với mục tiêu. Bom hạt nhân B-61-12 chính thức được đưa vào kho vũ khí hạt nhân của quân đội Hoa Kỳ và được chấp thuận sử dụng trên máy bay ném bom tàng hình B-2A. Sự kiện này khiến B-2 trở thành máy bay chiến đấu đầu tiên và duy nhất của Hoa Kỳ được phép sử dụng biến thể B-61 tiên tiến trong chiến đấu thực tế. B-61-12 lần đầu tiên sẵn sàng chiến đấu cho phép lực lượng tấn công hạt nhân của Mỹ thể hiện khả năng dân đe đối với các đối thủ như Nga, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. B-61-12 đã được bay thử nghiệm trên B-2 và các máy bay khác trong nhiều năm. Năm 2018, khi quả bom này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia đã tuyên bố hoàn thành vòng thử nghiệm bay đạt tiêu chuẩn, điểm đầu tiên của B-2. Vào tháng 6 cùng năm, một cuộc thử nghiệm khác trên B-2 đã chứng minh khả năng sử dụng bom của máy bay ném bom bằng hệ thống nhắm mục tiêu được hỗ trợ bằng radar. Vào thời điểm đó, lực lượng không quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng trong những môi trường mà hệ thống định vị toàn cầu GPS không thể hoạt động. Hệ thống nhắm mục tiêu được hỗ trợ bằng radar không chỉ cung cấp khả năng dẫn đường mà còn cải thiện độ chính xác của việc dẫn đường. Tập đoàn sản xuất B-2 Northrop Grumman cũng cho biết hệ thống nhắm mục tiêu được hỗ trợ bằng radar là yếu tố then chốt của quá trình hiện đại hóa hạt nhân vì GBS có thể không có sẵn cho các nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm ném bom. Hệ thống định vị mục tiêu có radar hỗ trợ giúp máy bay ném bom B-2 tận dụng tối đa bom hạt nhân B-61-12. Do đặc tính tàng hình của máy bay ném bom B-2, việc tích hợp bom hạt nhân B-61 trên B-2 và máy bay ném bom B-21 trong tương lai có ý nghĩa rất lớn. Điều này giúp lực lượng tấn công hạt nhân có thể xuyên tưởng hệ thống phòng không của đối phương trong vùng trời tranh chấp thông qua máy bay ném bom tàng hình và nhắm mục tiêu vào kẻ thù. Báo cáo mới nhất của Cơ quan An ninh Hạt nhân Hoa Kỳ chỉ ra rằng các lựa chọn vũ khí hạt nhân của B-2 còn bao gồm B-61-7, B-61-11 và B-831. Trong số đó, B-61-7 là biến thể năng suất cao của dòng B-61, sức nổ của nó có tương đương với 400.000 tấn thuốc nổ TNT. B611 là phiên bản xuyên sâu chuyên dụng cao với năng suất nổ tương đương với B617. B831 có thiết kế hoàn toàn khác với năng suất tối đa 1 triệu tấn. Cả b 6111 và B831 đều được sử dụng để tấn công các mục tiêu có giá trị cao được chôn sâu dưới lòng đất hoặc được gia cố bằng theo nhiều cách như hầm chỉ huy kiểm soát chiến lược và hầm chứa tên lửa. Cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia và không quân trước đó đã thông báo rằng máy bay chiến đấu tấn công chung F-35A, F-15E, Eagle và F-16CD của không quân Hoa Kỳ đã nhận được chứng nhận sơ bộ để mang B-61-12. Chứng nhận tương tự sẽ được thực hiện cho máy bay ném bom tàng hình B-21A Rider trong tương lai. Một số máy bay F-35 và F-16 của một số đồng minh NATO cũng như máy bay chiến đấu Tornado của Đức cũng sẽ được phép sử dụng lại vũ khí này như một phần của lực lượng hạt nhân NATO. Ngoài ra máy bay ném bom B-52 vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong thành phần trên không trong bộ ba hạt nhân của Mỹ. Nó có khả năng có thể được sử dụng để phóng một loại tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa mới. Tên lửa hành trình tầm xa mang đầu đạn hạt nhân này có tên AGM-181A đã hoàn thành ít nhất 9 chuyến bay thử nghiệm thành công và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trước năm 2030. AGM-181A sẽ thay thế tên lửa hành trình phóng từ trên không AGM-86B hiện có sự kết hợp của nó với B-52H thể hiện nguyên tắc tiết kiệm chi phí tối đa, cho phép máy bay ném bom B-52 triển khai vũ khí hạt nhân từ xa ngoài phạm vi tuần tra của hệ thống phòng không hoặc thậm chí cả máy bay chiến đấu của đối phương. Các cuộc thảo luận về việc B-61-12 thay thế B-61-11 và B-831 đã diễn ra trong nhiều năm và giờ đây ý tưởng đã được thay thế bằng một phiên bản mới của B-61. Ngày 27 tháng 10, Ngũ Giác Đài công bố kế hoạch phát triển lại B-61 cải tiến mới dự kiến có tên là B6113. Loại bom hạt nhân mới này sẽ sử dụng đầu đạn giống như b bảy và áp dụng các công nghệ an toàn, điều khiển và dẫn đường mới để cải thiện độ chính xác của cuộc tấn công. Nó dự kiến sẽ tạo ra sức công phá khoảng 360.000 tấn, mạnh gấp 21 lần quả bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima năm 1945. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tin rằng B6113 sẽ cung cấp cho Tổng thống Mỹ những lựa chọn bổ sung và sự linh hoạt để giải quyết một số vấn đề khó khăn hơn, trong đó có một số mục tiêu quân sự khó khăn hơn và lớn hơn. Ông John F. Blum, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chính sách vũ trụ của Hoa Kỳ cho biết, đã có những thay đổi trong môi trường an ninh và các mối đe dọa ngày càng tăng từ các đối thủ tiềm tàng của Hoa Kỳ. Ông cho biết, B-61-13 thể hiện nhu cầu chính đáng nhằm giải quyết những thách thức của môi trường an ninh rất năng động. Ông Blum giải thích rằng bom B-61-13 mới sẽ không làm tăng tổng số đầu đạn trong kho. Nguyên nhân là do chính phủ có kế hoạch cân bằng số lượng sản xuất B-61-13 và B-61-12 và giữ nguyên tổng số bom mới. B-61-12 có kế hoạch sản xuất 480 chiếc cho máy bay ném bom và máy bay chiến đấu đa chức năng, trong khi B-61-13 sẽ chỉ được sử dụng cho máy bay ném bom tàng hình. Do đó, số lượng bom năng suất cao mới có thể sẽ ít khối lượng sản xuất có thể mức hai con số và việc sản xuất sẽ diễn ra ở giai đoạn cuối cùng của chương trình B6112 vào năm 2025. Tất cả những chiếc B6113 trong tương lai sẽ được lưu trữ tại Hoa Kỳ. Kế hoạch phát triển bom B6113 mới nhằm mục đích cải thiện độ chính xác của cuộc tấn công thông qua bộ đuôi và hệ thống dẫn đường mới nhằm cải thiện hiệu quả tấn công đồng thời giảm năng suất nổ của các quả bom hạt nhân này. Bởi vì quả bom càng ở gần mục tiêu dự định thì lực hủy diệt mà nó cần phát ra để hoàn thành nhiệm vụ càng ít. Với điều kiện nâng cao độ chính xác khi tấn công của B-61-12, các nhà nghiên cứu có kế hoạch giảm sức nổ tối đa của nó xuống dưới 50.000 tấn thuốc nổ. Trong lịch sử, Nga luôn theo đuổi khả năng bùng nổ của vũ khí hạt nhân và lợi thế về số lượng của đầu đạn hạt nhân. Ví dụ, tên lửa đạn đạo liên lục địa hạt nhân AS-28 Smart mới nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Nga được cho là có khả năng cung cấp sức công phá lên tới 50.000 megaton, tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ TNT, thông qua nhiều phương tiện độc lập. Ngược lại, Mỹ lại ưu thế triển khai vũ khí hạt nhân với độ chính xác và sức mạnh phù hợp, đồng thời theo đuổi chất lượng của vũ khí hạt nhân và hiệu quả tấn công vừa phải. Mặc dù B-61-13 đã là một quả bom hạt nhân rất mạnh trong các vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ, nhưng hiệu quả tấn công của nó có thể tương đương và sẽ không gây ra nhiều thiệt hại thừa hơn. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp B6113 có sức công phá 360.000 tấn thuốc nổ với gói dẫn đường chính xác hiện có của B6112, những quả bom hạt nhân mới này có đặc điểm là độ chính xác cao và sức công phá cực lớn. Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tin rằng đây sẽ là phương tiện hữu hiệu để tấn công các công trình kiến trúc vững chắc dưới lòng đất. Phân tích cho thấy, nhờ tận dụng hiện tượng ghép dung mặt đất, năng suất và độ chính xác tương đối cao của B6113 có thể khiến sức công phá của bom chống lại các mục tiêu dưới lòng đất tương đương với vũ khí hạt nhân nổ trên mặt đất có sức công phá hơn 1 megaton, tức hơn 1 triệu tấn thuốc nổ TNT. Tuy nhiên, quyết định phát triển và triển khai B-6113 mạnh hơn dường như không nhất thiết liên quan đến nhu cầu chiến thuật của quân đội Mỹ về vũ khí hạt nhân tấn công chính xác với hiệu suất cao, bởi vì từ lâu trong ngũ sắc đài đã có câu nói chung rằng độ chính xác tấn công của B-6112 và sức nổ 50.000 tấn là đủ để đối phó với bất kỳ mục tiêu tiềm năng nào. Điều đó nói lên rằng việc tăng sát thương không có nhiều ý nghĩa về mặt chiến thuật. Một số người tin rằng bom B-61-13 được chế tạo để thay thế B-831, quả bom Megaton có sức công phá ở mức hàng triệu tấn thuốc nổ, cuối cùng trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Chính phủ Mỹ có quan điểm khác nhau về vấn đề giữ lại bom hạt nhân hiệu suất cao. B-61-13 giống như một giải pháp chính trị thỏa hiệp nhằm giảm bớt các loại bom hạt nhân đồng thời loại bỏ khoản tiêu thụ tài chính khổng lồ cần thiết để duy trì B-831. Mặc dù các quan chức chính phủ Mỹ nói rằng bom B-6113 được sử dụng đối với một mục tiêu đặc biệt mạnh, bình thường có thể cần hai quả B-6112, nhưng bây giờ một quả B-6113 cũng đã giải quyết được vấn đề. Bản tin quân sự của DKN đến đây kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư cantechacom.dkn.tv Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.